sàng cho những tình huống hài hước và bá đạo trong cuộc sống được camera vô tình quay lại. Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với Vũ Trụ 2. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại cùng nhau lượn lờ hóng biến, đón xem những pha quay xe cực gắt ngay sau đây nhé. Chiến thôi nào! Cầm hộp bánh pizza nóng hổi bước ra từ quán, ông chú hớn hở để rồi. Nụ cười ấy đã chợt tắt vì anh Phong đã lùa mất món bánh ngon rồi. Ông ấy bất lực vì cả ngày mới dành dụm được ít tiền tự thưởng cho bản thân, rồi lại ngậm ngùi nhặt bánh vào và ăn hết như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy cảnh tượng này đúng là thương thật sự. Cốc cốc cốc, đồ ăn của quý khách tới rồi đây. Ôi no, vị khách đến từ ngoài hành lang à? Nhân viên sợ quá, giao xong một cái là chạy thục mạng liền. Về nhà vẫn cứ lắc 7 ngày 7 đêm chưa hiểu chuyện gì. Tập thể dục everywhere kiểu. Tinh thần thì có đấy, cơ mà kỹ thuật thì cứ hơi sai sai. Tập kiểu gì mà cắm đầu cắm cổ, muốn gãy cái cột sống luôn rồi kìa. Không biết nên khen hay nên chê với tình huống này đây mọi người ơi. Một pha xử lý rất chi là cồng kềnh đến từ chị đẹp. Cái gì vậy bà nội? Ok là, người ta đã có nhã ý, không nỡ bước qua cái đường ống mà phải dơ lên, chui qua như thế, mấy anh còn cười cái gì hả? Biết cười như vậy, chúng mình sẽ cười theo không? Shipper bật tốc biến vì thật nhanh đến lấy hàng kiểu. Ôi thôi, toang thật rồi. Anh ấy đứng hình mất vài giây trong tư thế giữ nguyên hiện trường vụ việc. Kiểu, không biết gì hết trơn á. Khi mấy đứa trẻ xuống hồ bơi tắm mát, mami cũng hỗ trợ dụng cụ cơ mà. Mami cũng xuống bơi cùng luôn rồi. Sự cố bất đắc dĩ này đã khiến bà mẹ no nước mà cảm lạnh luôn. Giờ cơm đến rồi, và là món ngon thôi này. Chung. Lỡ đồn có cái ghế mà mất luôn bữa ăn, chàng trai tức mình nhảy cẫng lên, cày thật sự. Dọn bãi chiến trường này xong, rồi đi ăn mì gói cho qua bữa thôi. Một nhóm các cô gái vừa bước ra khỏi quán thì gặp ngay kiếp nạn. Còn gì nữa đâu mà khóc với chả sầu, người với ngựa lấm lem bùn đất, lại còn toàn là outfit trắng thế kia thì ô mô cũng không có tẩy nổi đâu. Trong một quán ăn, thanh niên nọ bỗng hắt xì hơi, thì đột nhiên cô gái bên cạnh cũng gặp biến căng. Ây gô,
Nội công của anh quá là thâm hậu, hát một phát mà khiến cô gái giật mình ngã ngửa ra luôn. Thế là cả quán được thêm trận cười, no càng thêm no. Cặp vợ chồng này vừa sắm được vài cái nhà mới cho những chú chó cưng của mình. Và để muốn kiểm tra chất lượng sản phẩm ra sao, cả hai đã quyết định chui vào trong trải nghiệm thực tế. Ôi ơi, không ra được rồi, SOS! Cánh cửa tự động khóa. Và bằng trí thông minh thì anh chồng đã tìm cách di chuyển chiếc lồng về phía trước để giải cứu cô vợ. Đúng là tự nhốt mình vào giọ là có thật nha quý vị. Chuẩn bị đồ nghề đâu vào đấy, kín mít từ đầu đến chân, tự tin lại bắt ong. Và sau một hồi loay hoay thì... Chuẩn thôi. Kỹ thế rồi mà vẫn bị ong đốt, thanh niên chạy thục mạng. Khó quá, thôi mình bỏ qua pha này đi. Chả biết trong cái ống nhựa có gì hay ho mà nó lại chui vào bên trong để rồi hành ông chủ thế này đây. A few moments later. Người đàn ông phải mất một hồi lâu mới lôi đầu nó ra được. Lần sau là bớt nghịch ngu lại nha mày, rất chi là mệt mỏi và mất thời gian đấy. Và sau đây sẽ là trường của chuyên mục review nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, sau khi cùng mình lên hội lên thuyền, đi va vi vu lượn lờ một vòng thế giới, bắt gặp những cảnh tượng ối rồi ôi thì các bạn cảm thấy thế nào nhỉ? Có cười thả ga là thoải mái, lấy lại năng lượng tràn đầy sức sống chưa? Còn nếu mà chưa đủ độ thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi các video. Vũ trụ 2 sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!